Vào đúng 11 giờ giờ Việt Nam ngày 31 tháng 3, Jisoo của Blackpink đã chính thức cho ra mắt MV solo debut Flower, ca khúc chủ đề trong album Me. Theo ekip chia sẻ, đây là ca khúc nhạc đen với phần phối khí tối giản, được thêm vào âm nền độc đáo, ca từ trữ tình của giai điệu tuyệt đẹp hòa quyện cùng chất giọng quyến rũ của Jisoo. Trước đó thì Jisoo cũng xuất sắc ghi nhận 1,31 triệu lượt pre-order cho album Me. Đây là số lượng cao nhất đối với single album của một nữ nghệ sĩ solo tại Hàn Quốc. Ngay sau khi MV lên sóng, cộng đồng fan K-pop đã dành rất nhiều sự chú ý cho màn debut solo của Jisoo. Đa số đều thừa nhận Flower là ca khúc có bản beat rất cháy và cuốn hút người nghe, đặc biệt ở phần chuyển tiếp ở gần cuối bài hát có khả năng gây nghiện vô cùng lớn. Bên cạnh đó, visual của Jisoo cũng là điểm nhấn không thể bỏ qua trong MV, khi dù ở bất kỳ góc quay nào, chị cả Blackpink cũng toát lên khí chất đầy đẳng cấp. Bên cạnh đó thì visual của Jisoo cũng là điểm nhấn không thể bỏ qua trong MV, khi dù ở bất kỳ một góc quay nào, chị cả Blackpink cũng toát lên khí chất đầy đẳng cấp. Sau một giờ lên sóng, MV Flower của Jisoo đang lọt top các bảng xếp hạng âm nhạc iChart xứ Hàn như hạng 6 tại Bắc, hạng 10 tại Genie, hạng 16 tại Melon. MV cũng đang ghi nhận đạt hơn 6,5 triệu lượt xem trên YouTube sau một giờ đồng hồ. Dẫu vậy thì MV Flower của Jisoo vẫn gây không ít tranh cãi khi giọng hát của cô nàng đã trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng giọng hát của Jisoo là quẻ so với toàn bộ tổng thể MV. Nhiều người còn lo lắng phần nhạc cháy này nhiều khả năng sẽ là thử thách lớn đối với Jisoo khi hát live vì tương đối quá sức. Thậm chí từ khóa khó nghe còn là top 1 từ khóa hot tìm kiếm trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều khán giả để lại bình luận như sau. Visual xinh thật ý, màu sắc cảnh quay cũng không có gì để chê. Mỗi tội bài hát nghe hơi ngang, còn giọng hát thì cá nhân mình không nghe nổi giọng Jisoo luôn, không ngấm được. Nhạc dù cấu trúc chẳng có gì mới nhưng cũng dễ nghe, nhưng mà giọng không ngấm được luôn, kiểu nhạc một đường giọng một đường, giọng khàn khàn chua chua sao Á, còn MV thì đẹp. MV cũng xinh nhưng mà có nhiều đoạn mình cảm giác hơi quá quãng giọng của Jisoo, hơi tiếc chút nhưng mà nghe cũng hay, đoạn chorus nghe vui tai. Vậy còn đối bạn thì bạn có nhận xét như thế nào về MV này của Jisoo? Chúng mình là Top Sao Hàn, đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách ấn subscribe và nhấn vào quả chuông thông báo để nhận về cho mình những thông tin mới nhất nhé. Còn bây giờ xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.